Thưa anh em, đoạn nước biển đánh ngập màn hình này sẽ là đoạn video khởi đầu nhận diện của tất cả các video trên kênh Kỹ thuật máy nông nghiệp tính từ bây giờ ạ. Và video này Mạnh sẽ cung cấp cho anh em một thông tin rất rất quan trọng khi anh em thay cái phớt phớt càng hướng của hộp số DC70. Chắc chắn là anh em phải thêm một chi tiết này nữa, thêm một cái chi tiết Mạnh gọi là phế liệu này thôi nhé, phế liệu này thôi thì nó sẽ không bao giờ chảy nhớt nữa, không bao giờ chảy nhớt nữa nha anh em. Và có một nguyên nhân lớn khiến cho khi mà anh em thay phớt cáo hướng, cáo đi cáo lại và thay phớt đi thay phớt lại nó rất là mất thời gian, nhưng mà thay được nửa vụ hoặc một vụ nó đã chảy nhớt rồi, trong khi chúng ta thay toàn bằng cái phớt chính hãng nhé, phớt chính hãng. Và bởi vì phớt chính hãng trên website phụ tùng kuta.vn bán rất là rẻ, chỉ có 3-40 nghìn thôi. Anh em có thể lên website phụ tùng kuta.vn viết liền không dấu và vào phần hộp số để đặt cái phớt chính hãng này, có cái chất lượng rất là tốt. Nhưng theo Mạnh, như Mạnh theo dõi thì rất nhiều anh em sau khi thay cái phớt này vào được một vụ hoặc nửa vụ nó đã bắt đầu chảy nhớt rồi, và nguyên nhân không phải là do chất lượng phớt. Mạnh khẳng định rằng chất lượng phớt rất rất là tốt, và sau khi nghiên cứu thì Mạnh có một cái cách như thế này, và Mạnh cũng tư vấn rất nhiều anh em đã làm rồi và rất rất hiệu quả, chạy 2-3 vụ này rất là ổn. Chỉ bằng một cái miếng cao su dép bọt thôi nha, miếng một miếng xốp miếng cao su dép bọt thôi là anh em chèn vào cái phớt, chèn vào cái phớt, sau khi ấn phớt vào chèn cái miếng cao su dép bọt vào ở giữa cái càng hướng, giữa cái càng hướng và cái phớt, cái khe hở đó, để cho mục tiêu là cho cái phớt nó không bị xê dịch. Bởi vì cái bề dày của cái phớt nó rất là mỏng, cái bề dày của cái phớt nó rất là mỏng và phớt là rất là nhỏ, mà cái càng hướng này nó cứ cựa đi cựa lại liên tục, nó làm cho cái phớt bị xê dịch, nó bị xéo đi hoặc nó bị đẩy ra đẩy vào hoặc là bị đẩy nghiêng. Chính vì vậy anh em có thay phớt 2-3 lần phớt mới nó cũng thế thôi, và nó chính vì nó bị đẩy ra đẩy vào, nó bị xéo đi nên nó rất là nhanh hỏng cái lợi, cũng như là nó bị xéo, nó bị đẩy ra đẩy vào thì chắc chắn nó sẽ ra nhớt. Và đây là đoạn video mà anh em thấy rất quen thuộc, bởi vì mình đã đi dùng cái cáo này cáo rất là nhiều các cái càng hướng. Đây là một loại cáo chuyên dùng mà Mạnh đã tự chế ra và có bán nó trên website phụ tùng kuta.vn viết liền không dấu nhé, và vào phần dụng cụ tháo lắp cũng như là dụng là phụ tùng độ chế, anh em sẽ thấy cái cáo này có 2 loại và có thể đặt hàng về để cáo cái càng hướng này ra, bởi vì cái càng hướng này nó rất là khó cáo khi mà nó đang còn mới. Và để cho đỡ mất thời gian thay đi thay lại cái phớt này, đỡ bị xì nhớt, hao nhớt trên cái máy gặt Kubota DC70, trên hộp số máy gặt Kubota DC70 của anh em, thì anh em nhớ nhé, mình xin nhắc lại là sau khi cáo được cái càng hướng này ra và thay phớt thì anh em nhét thêm cho vào máy một miếng dép bọt cao su, dép bọt một miếng cao su hoặc là cái miếng xốp trên cái dép bọt đấy, cái dép ấy vừa bằng cái khe hở của cái khe hở giữa phớt và cái càng hướng. Lưu ý tại sao chúng ta nên dùng miếng cao su, nó có 2 mục đích. Thứ nhất là nếu như trong trường hợp ngày sau anh em muốn cáo ra thì chỉ cần lấy con dao cắt cái miếng cao su đó đi hoặc là lấy cái kéo chọc cho nó đứt cái miếng cao su đó đi là chúng ta đưa được cái cáo vào. Lưu ý là như thế nhé, anh em mà làm bằng thép thì chắc chắn là không thể cạo ra được nữa, nếu như mà cái cạo để lâu ở cái càng hướng để lâu ngày. Anh em nhớ cho mình là chắc chắn là phải để cái miếng nhựa hoặc miếng cao su cái gì mềm vào. Thứ hai là để cho nó chống mài mòn, khi mà di chuyển thì miếng cao su nó sẽ không thể mài mòn được, miếng cao su hoặc miếng nhựa hoặc miếng xốp nó không xốp, cái xốp dép ấy, cái xốp dép như cái đồng chí sửa máy này đang đi đây thì nó rất là bền và nó không bị xước cái lưng của cái, nó không bị mòn cái lưng của cái phớt này, không bị mòn cái trục cũng như là không bị mòn cái phần càng cua, nó không ảnh hưởng đến chất lượng của cái trục cái phớt cái càng cua nhé. Và đây ạ, anh em có thấy Mạnh đang ngồi đang quay và hướng dẫn cho 2 đồng chí này nhé, cái cho thêm cái miếng cao su vào cái miếng dép. Đây là cái miếng dép nó dày cỡ 3 mm thôi nhé, dày cỡ 3 mm thôi. Và tại sao chúng ta lại dùng miếng cao su?
Qua hai cái mà Mạnh nói vừa vừa nói trên là sẽ lần sau muốn cạo ra thì vẫn có thể cắt được miếng cao su đó đi, nhưng mà một điều lý do nữa là nếu như mà cái kích thước nó không chính xác thì chúng ta có thể ấn mạnh cái cạo vào cái càng hướng vào vòng bắt ốc nó vẫn ok. Còn miếng thép thì chúng ta cần thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái miếng thép hoặc là những cái lông đen rất là nhiều và nó không tốt, bởi là khi chúng ta cạo ra lần thứ hai là không thể móc cạo vào được và cũng không thể cắt được cái lông đen nó ra. Đó là điều quan trọng nhất. Và mục tiêu của cái phớt của cái miếng đó là làm cho nó chèn luôn cái phớt lại để cho cái phớt nó không bị xô lệch. Và hai mùa này những anh em mà đã thay và xử lý theo cách này thì nó rất là tốt. Khi đầu tiên lúc đầu tiên Mạnh có giới thiệu cái cáo này cho anh em thì thật sự là lúc đó Mạnh cũng chưa nghĩ ra, và đây là những cái sự sáng tạo mà thay đổi trong cái việc mà chúng ta thường 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 trong lao động, và do anh em từ khắp nơi khi mà thay phớt nó vẫn bị rồi bàn bạc với nhau mọi thứ đưa ra được một cái phương án rất là hay như thế. Nhưng mà nhiều anh em, có những anh em vì ngầu quá nên là đã đưa cái lòng đen vào thì nó sau này không thể cạo ra được, thì nó rất là phí. Còn sau đó là chúng ta đã sáng tạo ra một cái rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình xin thêm 2 phút, xin thêm 1 phút cho việc giúp cái anh chủ máy này giới thiệu cái xích. Đây là cái xích, thưa anh em, đây là cái xích đi theo máy nha, thích đi theo máy anh ấy mới chỉ dùng được 100 giờ thôi, dùng 100 giờ vì là ở anh này, anh ấy ở Thanh Hóa và ở vùng rất là lầy lội, rất là lầy lội bên Vĩnh Lộc, bên Vĩnh Lộc. Chính vì vậy anh ấy sau khi anh mua máy và chạy xích được gần 100 giờ thì vì là đồng quá lầy nên là nó không thể chạy được, thì anh ấy tháo ra và anh ấy thay bằng một cái xích gai cao. Và Mạnh có muốn giới thiệu cho anh này để anh em có thể liên hệ với anh này để bán cái xích, để mua cái xích, bởi vì mình thấy anh ấy giữ cái xích rất là cẩn thận. Anh em có thấy nó, anh em cái anh ấy giữ cái xích mà anh ấy để trong một cái máy xe thì chắc chắn là cao su nó vẫn còn rất là tốt nha anh em. Và số điện thoại của anh ấy là 0984993615. Mình đọc lại cho mọi người nghe nhé, 0984993615. Anh em nào nếu như mà cần mua xích theo máy và xích gai thường ấy, xích gai thường theo máy thì hãy liên hệ với anh ấy, có số điện thoại là 0984993615 để mua được cái xích của anh ấy, bởi vì anh ấy cũng không dùng nên là chắc chắn anh ấy bán một cái giá rất là rẻ và phải chăng. Thì anh em chủ động liên hệ với anh chủ máy này để mua được cái xích cho mình nếu cần nhé. Và Mạnh xin nhắc lại là cái việc giới thiệu này thì Mạnh không hoàn toàn không lấy phí và chỉ là giúp anh em có những cái thông tin liên hệ với nhau để làm cho anh em máy gặt có thể gia tăng được cái thu nhập cũng như là tận dụng được những cái đồ đạc của nhau mà không dùng đến. Và đây là những cái đoạn mà anh em cần lưu ý cho Mạnh là khi mà lắp những cái càng cua vào ấy, lắp bất cứ những cái khớp trượt càng cua nào hoặc là bất cứ cái gì trên máy thì chúng ta nên bôi nhớt như thế này, bôi nhớt vào để cho nó chống dỉ nhé, cho nó chống dỉ và chống bị rít, cũng như là cho nó làm cho nó tăng cái độ bôi trơn lên, nhất là các cái khớp xoay để cho nó tăng độ bền của máy và giữ cho máy được hoạt động tốt nhất, để cho máy được hoạt động tốt nhất nhé và bền nhất. Những cái khớp này nó rất là quan trọng. Chỉ một vài động tác nhỏ bằng cái việc bôi trơn, bôi nhớt vào trong cái khớp, cái vị trí lắp ghép siết trượt thôi, đó là một điều mà rất quan trọng cho anh em thợ máy cũng như là những người mà tháo máy, sửa máy. Ngoài ra khi mà chúng ta vặn những cái con ốc vào, ấy thì chúng ta nhớ là ngay cái con bu lông, con đại ốc thì chúng ta cần phải nhúng nó vào một chút nhớt nhé. Hạn chế bôi mỡ, mà chúng ta bôi nhớt là chuẩn nhất, không nên bôi mỡ, bởi vì bôi mỡ nó rất là không tốt ở chỗ là nếu như mà bôi mỡ quá nhiều mà vặn con bu lông vào một cái lỗ gen tịt đấy, lỗ tịt đấy thì nó sẽ bị kích và chúng ta vặn không thể chặt được, giống như là cái piston nén vào cái xi lanh ấy. Anh em lưu ý cho mình như thế, nhớ là bôi nhớt thì nó sẽ rất là tốt và chuẩn cho cả bu lông cũng như đã ốc cũng như là các cái hệ thống trục siết trượt. Và
Video này là video đầu tiên mà Mạnh dùng một cái đoạn mở đầu nhận diện mới, mở đầu nhận diện mới có cái biển có nước có sóng và nó nhìn nó rất là ngầu. Video này, cái đoạn video đầu tiên đó thì Mạnh không có lấy ở một cái phần mềm nào mà Mạnh tự quay ở biển Quảng Bình nhé. Hôm đó mình có đi Quảng Bình và quay một cái video bằng một cái camera chống nước. Thì hy vọng từ bây giờ anh em sẽ nhận diện cái những cái video của kênh Kỹ thuật Máy Nông nghiệp bằng những cái video đầu tiên, những cái đoạn vài giây khởi đầu đó, để biết được đó là những video chính thức của kênh Kỹ thuật Máy Nông nghiệp. Và cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Kỹ thuật Máy Nông nghiệp, cũng như đã gửi rất nhiều câu hỏi bằng bình luận, bằng các nhắn tin, gọi điện, Zalo và mọi thứ để liên lạc được với Mạnh. Và nếu anh em nào chưa nhận được câu trả lời của Mạnh bằng điện thoại, hoặc chưa được nghe điện thoại, cũng như là chưa trả lời được Zalo hoặc là bình luận trên đây, thì hãy vui lòng hỏi lại, cũng như là chờ đợi, bởi vì một ngày Mạnh rất là nhiều người được rất là nhiều họ người hỏi nên là sẽ chưa thể phục vụ hết được. Chính vì vậy, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh Kỹ thuật Máy Nông nghiệp, và nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận thông báo mỗi khi Mạnh đăng video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.